Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Mai và hôm nay thì Mai xin phép được chia sẻ với mọi người về một chủ đề rất là quan trọng, đó chính là bảo dưỡng não bộ. Và như các bạn đã biết, não bộ là cơ quan vô cùng là quan trọng của cơ thể con người chúng ta. Não bộ là cơ quan trung ương để chỉ huy các hoạt động ở trên cơ thể con người, đúng không ạ? Và ở xã hội hiện đại ngày nay thì các bạn thấy đấy, rất là nhiều người bị stress, bị căng thẳng, tiền đình hay là đau đầu hay là suy giảm trí nhớ vân vân. Tất cả những cái vấn đề liên quan đến não bộ nó xảy ra rất là nhiều, không những là đối với những người có tuổi mà thậm chí là ở giới trẻ ngày nay cũng mắc rất là nhiều các cái vấn đề ban trên mình đã nói. Đó, và để bảo dưỡng não bộ thì hàng ngày Mai đang sử dụng các cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Unicity. Đây ạ, trên tay mình đây đang cầm đó chính là Diệp Lục này, Omega Life Body Soul này, hay là đây là Unimate. Đây là những cái dòng sản phẩm mà hiện tại Mai đang sử dụng và chăm sóc cho cái não bộ của mình. Thì để bảo dưỡng não bộ thì tất nhiên là chúng ta có thể có rất là nhiều cách. Tuy nhiên thì mình đang sử dụng những cái dòng sản phẩm này và mình thấy rằng là nó rất là hiệu quả cho cái não bộ của mình. Và thứ nhất thì Mai xin chia sẻ về cái sản phẩm Diệp Lục. Diệp Lục của Unicity nhá, chiết xuất từ cỏ linh năng ở vùng Trung Cận Đông. Và cỏ linh năng này thì được ví như là vua của các loài thảo mộc. Đó, và cái chất chlorophyll có trong Diệp Lục này đặt hai cái giải Nobel về công trình nghiên cứu khoa học về cái tác dụng của diệp lục, đó là thải độc máu và tăng sinh hồng cầu. Ngoài ra thì nó còn giúp cho cơ thể của chúng ta làm mát cơ thể, thanh lọc độc tố và có thể giúp chúng ta phòng chống được ung thư. Thì đối với những người đau dạ dày thì các bạn có thể sử dụng lục ấm nhé. Và sử dụng diệp lục ấm trước khi đi ngủ hoặc là buổi sáng khi ngủ dậy. Còn với như Mai thì bình thường thì Mai hay sử dụng pha với nước mát, xong đó thì mình có thể cho thêm một chút đá thì uống nó sẽ rất là ngon. Và một ngày thì ai trong số chúng ta thì cũng nên uống từ 1 cho đến 2 lít nước diệp lục này để cơ thể của mình được thải độc máu, để cho mạch máu được lưu thông được tốt hơn. Đó, và có thể giúp chúng ta phòng bệnh hiệu quả. Và ngoài ra thì ở trong diệp lục này thì có chứa thêm một số các cái canxi hay là nguyên tố để vitamin để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe. Mùa đông thì chúng ta có thể pha diệp lục với nước ấm. Đó, và mùa hè thì chúng ta pha mát thì nó sẽ rất là dễ uống. Và một hộp diệp lục này thì có thể sử dụng trong khoảng 3 tháng trên một người mọi người nhé. Và sản phẩm thứ hai mình chia sẻ cho mọi người đó chính là Omega Life Body Soul của Unicity. Thì đây là cái dòng sản phẩm Omega tốt nhất trên thị trường hiện tại. Và đây là sản phẩm nằm ở trong cuốn Tân Dược Thư Thế Giới PDA được FDA của Mỹ công nhận. Thì với cái hàm lượng vô cùng là cao, đó chính là 1000mg EPA và 500mg DHA. Thì khi EPA và DHA kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái chất gọi là Rhizovin. Và Rhizovin ở đây khi vào cơ thể của con người của chúng ta thì nó sẽ là một cái chất kháng viêm tự nhiên. Chính vì thế mà nó giúp cho cơ thể của chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng và chống viêm khi mà cơ thể của bạn đang có vấn đề viêm nhiễm. Đó. Và Omega Life Body Soul này nó là một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe não bộ, chăm sóc sức khỏe tim mạch, chăm sóc sức khỏe thị lực. Ngoài ra dành cho những cái người vận động viên hay là những người mang thai cho con bú thì vô cùng là tốt, vô cùng là tốt. Và đặc biệt là não bộ, đối với những người bị tiền đình thì nó vô cùng là hiệu quả đấy. Và Omega Life Body Soul của Unicity thì đối với trẻ em thì chúng ta có thể sử dụng một ngày 2 viên. Và đối với người bình thường, người trưởng thành thì một ngày uống 4 viên. Và đặc biệt là đối với những người tiền đình hay là những người có vấn đề về bệnh lý thì mình khuyên các bạn sử dụng một ngày có thể là sử dụng 10 viên nhé. Và thời điểm uống Omega tốt nhất đó chính là khi mà bạn vừa ăn cơm xong. Và một ngày các bạn có thể chia ra làm 2 cho đến 3 lần để chúng ta uống cái Omega này. Và uống ngay sau ăn thì nó sẽ hiệu quả và nó tan rất là nhanh. Và sản phẩm thứ 3 Mai xin phép được chia sẻ với mọi người, và đó cũng chính là cái sản phẩm mà mình vô cùng là yêu thích, rất là tâm đắc, đó chính là Unimate ạ.
Unimate của Unity là sản phẩm mà có cái công nghệ gen, Genomeceutical rất là đẳng cấp ở trong cái sản phẩm này. Và như mọi người biết là mình hay nói Unimate như là tiên dược cho não bộ. Unimate như tiên dược cho não bộ bởi vì là làm sao ạ? Nó rất là tốt cho những người đang có vấn đề về sức khỏe não bộ, ví dụ như là tiền đình này, hay là hay đau đầu thường xuyên, hay là stress, căng thẳng, không tập trung, thì cái Unimate này nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Và Unimate thì chiết xuất từ cái lá trà Yerba Mate ở vùng Nam Mỹ. Và đây là một cái loại trà quý hiếm nhá mọi người nhá, nó chỉ có ở Nam Mỹ mà thôi. Và khi uống Unimate thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường cái hormone dopamine và làm giảm cái hormone cortisol. Đó, thì như các bạn biết là hormone dopamine là một cái hormone mà nó tiết ra khi bạn đang vui vẻ, hưng phấn, tập trung và luôn luôn hạnh phúc. Thì cái hormone đấy nó mới được tiết ra, nó khiến cho bạn cảm thấy là rất là yêu đời và thoải mái. Và cái hormone cortisol nó là cái hormone mà tiết ra khi bạn đang stress, đang căng thẳng. Thì các bạn biết một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đúng không ạ? Và khi mà bạn uống Unimate này vào, não bộ của bạn tập trung hơn, hoạt động tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và bạn cực kỳ hưng phấn, vui vẻ, thì bạn sẽ trẻ ra rất là nhiều đúng không ạ? Và một đối với những người có vấn đề về sức khỏe não bộ, đặc biệt là những người tiền đình hay là đau đầu, mất tập trung, thì chỉ cần bạn uống đến gói thứ 3 thôi, nó đã có thể cảm nhận rất là rõ rệt rồi. Và nhiều khách hàng của mình thì sau khi uống cái gói Unimate này thì họ có thể cảm nhận ngay sau đấy khoảng 15 phút. Đó, và Unimate này thì Mai sử dụng một ngày 1 cho đến 2 gói. Đó, và một ngày thì các bạn có thể uống một gói sau ăn sáng và một gói sau ăn trưa. Và cái này thì chúng ta sẽ không uống quá muộn để làm sao để cho chúng ta có một cái giấc ngủ buổi tối nó tốt hơn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ pha cái gói trà Unimate này. Một cái gói Unimate này các bạn có thể pha với khoảng 300ml nước lọc. Đây ạ, mình cho vào một cái bình như này và lắc. Đây, chúng ta đổ hết cái gói này vào. Hãy đổ hết nhá, bởi vì đây là một cái sản phẩm vô cùng là quý hiếm mà chúng ta không nên để sót lại ở vỏ nhiều, nó rất là lãng phí. Ngoài ra thì mình sẽ cho thêm một ít đá vào nữa. Đây ạ, mình cho thêm đá vào và sau đó thì lắc lên. Lắc tan lên thì uống nó sẽ rất là ngon đấy. Đây, vậy là trên tay mình đã có một cái bình Unimate rồi. Và các bạn hãy uống cái Unimate này khi mà buổi sáng làm việc rất là hiệu quả đấy. Và chúng ta hãy chăm sóc não bộ của mình, bảo dưỡng não bộ của mình bằng cái dòng sản phẩm này nhé. Và đây chính là bí kíp cho Mai có thể tập trung và làm việc luôn luôn năng lượng cho một ngày mới. Đó, và não bộ của chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe và chúng ta có thể hoạt động được tốt hơn, luôn luôn vui vẻ và yêu đời. Đặc biệt là sẽ có một cái đầu rất là thông minh đúng không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Và chúc mọi người luôn có sức khỏe tốt và có những cái giải pháp chăm sóc não bộ thật là hiệu quả cao nhé. Và nếu như ai mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm của Unicity và những cái sản phẩm mình đang chia sẻ vừa rồi thì hãy inbox cho mình ngay. Và nếu như có ai có vấn đề về tiền đình, stress, đặc biệt là hai vấn đề đó thì hãy giới thiệu, hãy inbox cho Ngọc Mai để mình cùng trao đi cái giải pháp cho tất cả mọi người nhé. Xin cảm ơn ạ.